Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn bạn đã đến với kênh Ngẫm Cuộc Sống Quanh Ta. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá về Vương Chiêu Quân, một mỹ nhân trong lịch sử Trung Hoa, người làm phi tần của cả cha lẫn con, hy sinh mình để muôn dân bình an. Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về chủ đề lần này, chúng tôi khuyến khích bạn hành động với một vài cử chỉ nhỏ. Hãy bấm nút like cho video này để ủng hộ kênh. Và nếu bạn thấy giá trị trong nội dung của tôi, hãy xem xét việc đăng ký và bật chuông thông báo để bạn không bỏ lỡ một cập nhật mới nào. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bằng cách bình luận số 1 hoặc số 2. 1. Nếu bạn thích video này. 2. Nếu bạn không thích video này. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu khám phá về chủ đề lần này. Đất Trung Nguyên trải qua một thời kỳ dài ly loạn. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, đầy rẫy những cuộc chiến tranh xâm lấn lẫn nhau, thiên hạ cực kỳ hỗn loạn. Cho đến khi Tần Thủy Hoàng, một người tài năng kiêu hùng, biết trọng dụng hiền sĩ, lên ngôi thống nhất thiên hạ. Thế nhưng, dưới triều Tần, người dân đen vẫn chưa được sống yên ổn bởi chính sách cai trị tàn khốc của ông ta. Khi Tần Thủy Hoàng chết bất ngờ trên đường tuần du với bàn tay gian trá của Lý Tư và Triệu Cao, Tần Nhị Thế hồ hởi vô tài bất tướng lên ngôi, trong khi Thái tử Phù Tô nhận được chiếu chỉ giả, đành phải tự tận tỏ lòng trung trinh cùng đại tướng Mông Điềm, trụ cột của triều đình. Đó quả là cơ hội lớn cho anh hùng hào kiệt khắp nơi nổi dậy, và Trung Nguyên một lần nữa bắt đầu phong ba sóng gió. Nhà Tần diệt vong, hai thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ là Hán Lưu Bang và Sở Hạng Vũ, dưới sự phò tá của các mưu sĩ tài năng như Trương Lương, Tiêu Hà, Trần Bình, Phạm Tăng. Không ai chịu ai và tiến hành cuộc chiến tranh đẫm máu mà lịch sử gọi bằng giai đoạn Hán Sở tranh hùng. Cuộc chiến nào rồi cũng phải kết thúc. Cuối cùng, Lưu Bang thống nhất được Trung Nguyên, đẩy Hạng Vũ vào cảnh phải trầm mình ở bến Ô Giang. Lưu Bang lên ngôi, kiến lập nên triều đại Tây Hán, kéo dài hơn 400 năm. Có lúc thịnh trị và cũng có những rối ren loạn lạc, luôn luôn phải đối phó với sự quấy nhiễu của các bộ tộc phương Bắc, mà hùng hậu nhất, tàn bạo nhất là Hung Nô. Trải qua mấy chục năm chinh chiến, đất Trung Nguyên bị kiệt quệ về kinh tế lẫn binh lực. Trong khi ấy, bộ tộc Hung Nô ở phương Bắc lại có những chuyển biến thuận lợi. Dưới sự lãnh đạo của Thiền Vu Mạo Đốn, Hung Nô phát triển binh lực rất nhanh, trở thành một lực lượng hùng hậu, đe dọa tới biên thùy nhà Hán. Mạo Đốn là người hung hăng, tàn bạo, không hề động tâm khi dùng tên bắn chết cha mình để cướp ngôi. Nhưng về mặt chính trị khá khôn khéo. Hắn tự xưng là hậu duệ của nhà Hạ, lấy cớ đòi lại đất đai của tổ tiên để tiến hành chiến tranh. Bộ tộc Hung Nô vốn rất thiện chiến, không những đánh phá suốt một dải biên thùy mà còn có khi xâm nhập sâu vào lãnh địa nhà Hán, làm cho nhân dân đói khổ điêu linh, biết bao nhiêu gia đình phải bỏ mùa màng ruộng đất, chạy vào nội địa lánh nạn. Đồng thời với sĩ phu quý tộc đều cho rằng Lưu Bang là người xuất thân hèn kém, chỉ là tên đình trưởng nhờ dẫn dân phu đến Ly Sơn phục dịch mà làm nên sự nghiệp. Vì vậy, đa số không phục, ngấm ngầm tụ họp quân binh chống đối. Trong số các thế lực quân phiệt thì Hàn Trương Cơ Tính đáng kể hơn cả. Cơ Tính tụ họp được hơn 1 vạn quân binh, nhưng tự biết một mình không sao lật đổ được nhà Hán với số lượng ít ỏi đó, nên theo gương của thân hầu ngày trước, hợp binh với Hung Nô trở thành một lực lượng hùng hậu. Sau nhiều lần đánh phá dọc theo biên giới để thăm dò, quyết định dồn sức đánh sâu vào đến tận Tấn Dương, chiếm cứ Bạch Đăng Thành. Lần này, Lưu Bang không thể chịu đựng được nữa, bỏ mặc lời can ngăn của các đại thần, quyết định đem quân đi chinh phạt. Đến gần thành Bạch Đăng, Lưu Bang đoàn binh hạ trại, cẩn thận cho quân đi dò xét Hung Nô thực lực ra sao. Tất cả những toán quân đi trinh sát đều về báo giống nhau. Quân Hung Nô rất ít, tên nào cũng ốm yếu, ngựa xe thưa thớt. Lưu Bang nghe vậy cả mừng, lập tức họp quần thần lại, bàn việc tấn công chiếm lại thành trì. Khi ấy Trần Bình và Lâu Kính cũng đi theo. Cả hai đều khuyên can, Hung Nô đã dám đánh thẳng vào Tấn Dương, hạ được Bạch Đăng, tức phải có binh hùng tướng mạnh. Với đám quân lão nhược như vậy thì làm sao chiến thắng được? Theo chúng thần thì chắc chắn bọn chúng lập kế đưa chúng ta vào chỗ chết. Xin bệ hạ hãy suy xét kỹ trước khi xuất quân. Lưu Bang lúc ấy đã xưng là Hán Cao Tổ, vốn tính cố chấp và tự kiêu, nghe vậy nổi trận lôi đình mắng. Ta đã từng ngồi trên lưng ngựa, trải qua biết bao trận đánh khốc liệt với Hạng Vũ. Chẳng lẽ không biết điều đơn giản đó sao?
Theo ta thì bọn cơ tính, mạo đốn hung hăng thật, nhưng vừa nghe ta dẫn quân đến thì khiếp vía kinh hồn. Dẫn quân bỏ chạy. Hai ngươi đừng cản trở, làm nhục chí khí ba quân. Nếu các ngươi muốn thấy tận mắt thì cứ đến gần mà xem cho tỏ tường. Lâu Kính nghe lệnh, đích thân cùng với sĩ tốt thám thính lần nữa. Khi trở về, Lâu Kính thành thật báo lại. Quả thật thần cũng thấy trong thành toàn là quân nhỏ nhược. Thế nhưng theo đúng binh pháp thì trước khi giao chiến, hai bên đều phô trương thanh thế bằng cờ quạt, chiêng trống, có ít làm ra nhiều. Nay Hung Nô làm ra ngược lại, phô trương những điểm yếu nhược thì hạ thần càng chắc chắn phải có mưu đồ. Lưu Bang vốn tính nóng nảy, từ khi thống nhất được Trung Nguyên thì lại càng kiêu ngạo, nên khi nghe Lâu Kính tâu thì nổi cơn lôi đình, đập bàn mắng luôn. Bọn nho sĩ các ngươi chỉ giỏi lắm miệng nhiều lời bàn tán. Ta nhất định đánh chiếm Bạch Đăng Thành để xem thực lực Hung Nô ra sao. Ngươi vì nhát sợ mà đưa ra những lời làm mất nhuệ khí quân tướng, tội khó tha được. Mắng xong, Lưu Bang truyền giam Lâu Kính vào ngục. Sau khi chiến thắng khải hoàn sẽ định tội sau. Rốt cuộc quân nhà Hán bị vây khốn ở thành Bạch Đăng 7 ngày 7 đêm, lương thực cạn kiệt. Khi ấy, nhà vua mới biết Trần Bình và Lâu Kính quả là người nhìn xa trông rộng. Lúc ấy chỉ còn Trần Bình đi theo, Lưu Bang đành gọi riêng và hỏi kế sách giải nguy. Trần Bình liền dâng một kế tuy không quang minh chính đại, nhưng lợi hại vô cùng. Đó là đánh vào lòng ghen tuông của người vợ của Mạo Đốn. Ông sai một người có tài biện thuyết, bí mật vượt thành đến doanh trại Mạo Đốn xin gặp Thiền Vu phu nhân dâng lụa là vàng ngọc. Nhân lúc Thiền Vu phu nhân đang vui vẻ, lại nhân cơ hội, Thiền Vu phu nhân đề cập đến nhan sắc của nữ nhân Hồ tộc và Hán tộc. Thuyết khách giả vờ thở dài nói, Hayes, hôm nay được diện kiến phu nhân thật vinh hạnh, chỉ e rằng sau này khó gặp lại mà thôi. Thiền Vu phu nhân nghe vậy, nhíu mày hỏi, ngươi nói gì thế, tại sao lại khó gặp lại? Thuyết khách nhà Hán tỏ ra bối rối, hồi lâu mới hạ giọng. Đó chỉ là lời nói vô tình mà thôi. Tôi có nghe đồn rằng, đại vương chúng tôi đã biết sức mạnh của người Hung Nô, có ý muốn giao hảo, nên đã cho sứ giả về kinh thành tuyển chọn một số mỹ nữ tặng cho Thiền Vu. Dù phu nhân sắc nước hương trời, nhưng thực sự khó có thể so sánh với vẻ mỹ miều của nữ nhân Hán tộc. Vì vậy, có khi Thiền Vu sẽ say mê nữ nhân Hán tộc mà lạnh nhạt với phu nhân chăng? Khi ấy chúng ta khó mà hội ngộ được nữa. Tuy thuyết khách không nói thẳng là khi Thiền Vu phu nhân bị thất sủng thì sẽ chẳng còn quyền thế như ngày hôm nay. Đương nhiên là không ai tìm gặp cầu cạnh nữa. Nhưng bà ta hiểu ngay. Sầm mặt mắng. Các ngươi muốn dùng mỹ nhân kế để làm lũng đoạn triều chính Hung Nô hay sao? Ngươi tiết lộ cho ta biết là có ý gì? Thuyết khách vội đính chính. Hiện tại chúng tôi lâm vào tình cảnh rất ngặt nghèo, nên định dâng cho Thiền Vu một số mỹ nữ để giải hòa. Thật tình không dám dở thủ đoạn ra để lũng đoạn triều chính Hung Nô. Tuy nhiên tôi chỉ e Thiền Vu được mỹ nhân đẹp như tiên của nhà Hán, tất sẽ say mê điên đảo, làm phiền tới phu nhân mà thôi. Thiền Vu phu nhân rất kinh ngạc, hỏi luôn. Ngươi định nói, đại vương say mê mỹ sắc rồi lạnh nhạt với ta chăng? Thuyết khách gật đầu đáp. Xin phu nhân thứ tội, vì lòng cảm mến với phu nhân nên mới nghĩ xa một chút. Chắc mạo đại vương là bậc anh hùng, không thể đối xử tầm thường như bọn thất phu đâu. Thiền Vu phu nhân trầm ngâm một lúc, rồi chợt hỏi. Theo ngươi thì nên thế nào? Thuyết khách biết cá đã dính mồi, nhẹ giọng thuyết phục. Phòng ngừa trước vẫn hơn. Chi bằng sự việc chưa xảy ra, phu nhân cố gắng thuyết phục Mạo Đại Vương giải binh, đôi bên cùng ký hòa ước hòa hảo, thì triều Hán chẳng còn lý do gì để tiến cống mỹ nữ nữa. Phu nhân không phải lo lắng chuyện Tề gia sau này, mà hai nước lại được bình yên. Thiền Vu phu nhân gật đầu, suy nghĩ một lúc, rồi hứa sẽ nghe theo lời khuyên của thuyết khách nhà Hán. Ngày hôm sau, Thiền Vu phu nhân lựa thời cơ yến ẩm vui vẻ với chồng, phân tích việc lợi hại của chiến tranh, khuyên không nên dồn đối phương vào chân tường. Mạo Đốn vốn nể nang vợ, trong lòng lại đang lo lắng, vì nếu thắng một trận nhỏ này, thì sau đó lại phải đối phó lâu dài với nhà Hán, thì cũng tổn phí rất lớn. Vì vậy Mạo Đốn bằng lòng việc rút quân bao vây, mở cho Lưu Bang một đường thoát thân. Khi về đến Tấn Dương, Lưu Bang lập tức hạ lệnh tha cho Lâu Kính và phong làm quan nội hầu. Đó là hành động rất đặc biệt kính trọng, bởi vì Lưu Bang vốn tính khắc nghiệt, chưa hề nhận lỗi bao giờ. Nhân một ngày vui vẻ, Lưu Bang hỏi Lâu Kính, kế ly gián của Khanh thật tuyệt diệu,
nhưng đó chỉ là nhất thời. Còn như muốn đất nước yên bình lâu dài thì có kế sách nào không? Lâu Kính Tâu, quân binh nhà Hán chúng ta hiện nay đã rất mỏi mệt sau thời gian dài chính chiến với Hạng Bá Vương. Nếu nay cứ tiếp tục đánh nhau với Hung Nô thì tránh sao khỏi chán nản. Mặt khác, Mạo Đốn là người tàn nhẫn, ác độc, đã dám giết cha thì chắc chắn không ngồi yên được lâu ngày. Theo hạ thần thì bệ hạ nên chủ động sử dụng kế sách hòa thân mới giải quyết nổi. Lưu Bang nghe vậy rất kinh ngạc. Hỏi kế hòa thân ra sao thì Lâu Kính giải thích. Bộ tộc Hung Nô được trời phú cho thể chất hung bạo, mạnh mẽ. Vì vậy rất tham dâm hiếu sắc. Hiện nay Mạo Đốn không muốn đánh cũng không xong. Chắc chắn sẽ bị cơ tính đứng sau lưng xúi dục. Nếu bệ hạ thi hành chính sách hòa thân thì không những kiềm chế được Mạo Đốn đừng manh động mà còn ly gián được hắn với cơ tính. Bệ hạ chỉ cần chọn một trong số hàng trăm công chúa gả cho hắn. Mạo Đốn vừa được mỹ nhân, vừa được tiếng tăm thì khó tính đến chuyện phản bội nhà Hán nữa. Sau này công chúa có con sẽ nối ngôi Thiền Vu và là cháu ngoại của triều Hán. Vì vậy nước nhà chắc chắn được bình yên lâu dài. Lưu Bang nghe vậy mặt tươi như hoa. Chọn Lỗ Nguyên công chúa và cho thi hành ngay. Nhưng nghe tin, Lã Hậu tự thân đến gặp Lưu Bang thuyết phục. Thần thiếp biết việc quốc gia là hệ trọng, thế nhưng các công chúa là bậc cành vàng lá ngọc, sao có thể mang tiến cống cho bọn Hung Nô tàn nhẫn đó được. Dù có khôn ngoan đến mấy, nhưng chắc chắn miệng đời cũng chê trách bệ hạ không đủ khả năng chống chọi với ngoại xâm, phải đem con gái làm thân trâu ngựa cho bọn chúng. Thần thiếp thật không dám vô lễ với bệ hạ, nhưng trong việc này nhất quyết không để bất cứ đứa con nào phải hy sinh, chứ không riêng gì Lỗ Nguyên công chúa. Lưu Bang không làm sao được, đành phải triệu Lâu Kính vào cung nghị sự. Lâu Kính nghe xong sự thề, ung dung tâu. Có là công chúa hay không, Mạo Đốn không xác định được. Bệ hạ hãy chọn trong số các con gái đại thần, nhận làm con nuôi thì vẫn mang danh công chúa. Dù sau này Mạo Đốn có biết sự thực cũng không dị nghị được, bởi chúng ta đâu có định ước chính xác thân thế của công chúa phải như thế nào. Như vậy không sai lời với Mạo Đốn, mà cũng không phật lòng hoàng hậu. Lưu Bang cả mừng, theo kế ấy mà thi hành, quả nhiên hai nước được yên ổn hơn 50 năm. Trong thời gian này, Lưu Bang cho thi hành một loạt cải cách về kinh tế và pháp luật, khiến triều Tây Hán phát triển rất mau. Quân đội nhờ đó cũng hùng mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Tuy nhiên, vốn là bộ tộc ở vùng đất cằn cỗi, lương thực luôn bị thiếu thốn, nên Hung Nô vẫn lén lút cướp phá rồi rút nhanh về biên giới, khiến quân binh nhà Hán phải đề phòng. Quân số trấn thủ biên cương càng ngày càng tăng thêm, mà nhân dân cũng chẳng được yên ổn ngày nào. Hán Cao Tổ nhiều lần phái sứ giả sang Hung Nô trách móc, nhưng đều trả lời rằng không biết sự việc, chắc có lẽ chỉ là bọn thổ phỉ ở biên giới mà thôi. Triều đình không sao chứng minh được, đành mộ thêm quân để tăng cường nơi biên giới, tổn phí mỗi năm lên đến hàng vạn lượng vàng. Đến thời Hán Vũ Đế, vốn là người hùng tâm tráng trí, ông chủ động phá vỡ tình trạng bế tắc này bằng cách dồn toàn lực, phát động cuộc chiến đánh đuổi Hung Nô. Trải qua hơn 50 năm ngồi trên ngai vàng, Hán Vũ Đế đã đạt được kết quả khả quan. Nhờ vào các danh tướng đều có tài năng vũ dũng, đánh đuổi bộ tộc Hung Nô chạy lên vùng sa mạc cực Bắc. Vì thất bại này, bộ tộc Hung Nô bắt đầu bị chia rẽ trầm trọng. Tuy nhiên, vùng cực Bắc rất rộng lớn, không thể kiểm soát nổi, nên thỉnh thoảng Hung Nô vẫn có thể tụ tập rồi bất ngờ tiến đánh, sau đó rút lui. Riêng triều Hán về tổn phí chiến tranh quá lớn, nên kinh tế cũng suy sụp một phần, không còn thịnh vượng như trước nữa. Khi Hán Vũ Đế mất, nối ngôi là Hán Tuyên Đế. Lúc ấy sự chia rẽ của bộ tộc Hung Nô lên tới đỉnh điểm. Có tới 5 người tự xưng là Thiền Vu, không ai nhường ai, chiêu mộ binh mã quyết tiêu diệt cho được đối phương. Một trong số 5 Thiền Vu tên là Hô Hàn Gia, thế lực yếu hơn, bị anh là Thiền Vu Bì Chi đánh đuổi dữ dội, bất đắc dĩ phải dẫn tàn quân sang đầu hàng nhà Hán, hy vọng sẽ mượn được quân mã trở về trả thù. Khi Hô Hàn Gia vào bệ kiến, Hán Tuyên Đế không muốn chấp nhận, nhưng các đại thần đồng lòng tâu. Từ trước tới nay, triều đình đã nhiều lần đối phó với Hung Nô mà chưa thể thành công trọn vẹn. Kế sách hòa thân từ các đời trước mang lại thái bình cũng không lâu dài, bởi Hung Nô đang bị chia rẽ. Người thì muốn giao hảo,
nhưng không ít kẻ vẫn nuôi tham vọng đánh chiếm mảnh đất Trung Nguyên, nhiều tài nguyên. Ngay cả việc tiên đế dồn lực lượng đánh đuổi Hung Nô mà mãi mấy chục năm qua, tiêu tốn biết bao tài lực, vậy mà cũng chỉ có kết quả tạm thời. Vì vậy, việc Hồ Hàn Gia đến xin cầu viện chính là trời giúp nhà Hán. Bệ hạ nên chấp thuận lời thỉnh cầu của hắn. Dùng người Hung Nô đánh người Hung Nô. Dù ai thắng ai bại, cũng đều có lợi cho chúng ta. Sau này nếu Hồ Hàn Gia có trở mặt thì chúng ta cũng đã đủ sức tiêu diệt bọn chúng rồi. Hán Tuyên Đế nghe theo, tiếp đãi Hồ Hàn Gia rất trọng hậu, rồi cung cấp cho hắn một số quân mã cùng với lương thảo để Hồ Hàn Gia trở về nước. Hồ Hàn Gia hết sức cảm động về nghĩa cử này, trước sân rồng thề thốt sẽ quy thuận, không bao giờ xâm phạm Trung Nguyên nữa. Tuy nhiên, vì quân ít thế yếu, Hồ Hàn Gia vẫn không thể đánh bại được Bỉ Chi. Tình hình vẫn rối ren kéo dài, nhưng ít nhất cũng giảm thiểu được phần nào sự quấy nhiễu của Hung Nô. Mãi đến khi Tuyên Đế mất, Nguyên Đế lên ngôi. Một lần nữa nhà vua muốn giải quyết dứt khoát, hạ lệnh chỉnh đốn quân mã, đại tấn công chủ lực của Hung Nô ở Tây Vực. Giết chết Bỉ Chi, thì Hồ Hàn Gia mới có cơ hội tiêu diệt các thiên vu khác, thống nhất Hung Nô. Khi đã trở thành cường quốc về quân sự, Hung Nô vẫn không thể nào quên được tham vọng chiếm toàn bộ Trung Nguyên. Hồ Hàn Gia thường than thở với các quan. Đất Trung Nguyên màu mỡ phì nhiêu, người Hung Nô lại cần cù chịu khó. Nếu chúng ta làm chủ đất nước đó, thì sẽ phát triển không biết đâu mà kể. Tiếc rằng trước kia, ta đã thề với triều đình nhà Hán, không bao giờ xâm phạm nữa. Nay đành ngồi thèm thuồng mơ ước vậy thôi. Một đại thần liền dâng mưu kế. Nước có thể đổi chủ, lời thề có thể không thi hành nếu như có những nguyên nhân khác. Đại vương có thể tìm cớ để phá bỏ lời thề đó. Theo tôi thì dân tộc Hoa Hạ tối kỵ gả con gái cho bộ tộc Hung Nô bởi bọn chúng xem bộ tộc chúng ta là man di mọi dợ. Này nếu đại vương viện lý để mọi việc hòa thân thêm vững chắc, xin cưới một vị công chúa Hán triều, thì chắc chắn họ không bằng lòng. Nhân cớ ấy, chúng ta có thể tiến hành từng bước tiến xuống Trung Nguyên mà không ai dị nghị được. Hồ Hàn Gia nghe vậy cả mừng, lập tức truyền lệnh sửa soạn phái đoàn đến triều đình nhà Hán cầu thân. Lời cầu thân này quá bất ngờ, lại nói rõ muốn cưới một công chúa, chứ không phải dân thường khiến Nguyên Đế vô cùng phân vân. Nhà vua đành phải họp quần thần lại, bàn định kế sách ứng phó sao cho toàn vẹn. Đa số các đại thần cho rằng Hung Nô đưa ra lời cầu thân là có ý tìm cách khiêu khích chứ không thật lòng. Vì vậy, dù có hy sinh một công chúa cũng chẳng đi tới đâu, chắc chắn Hung Nô sẽ tìm ra cớ khác vòi vĩnh. Thấy vậy, một vị lang trung tên là Hầu Ưng bước ra tâu. Theo hạ thần thì không nên làm mích lòng Hung Nô. Và chăng tiên triều đã dùng chính sách hòa thân giúp Trung Nguyên được thái bình trong một thời gian dài. Khi ấy chúng ta cũng không gả công chúa thật, mà Hung Nô có biết gì đâu. Nay cũng thi hành giống như vậy, nhưng khác một chút là chọn trong số hàng ngàn cung nữ phong cho làm công chúa, thì không phải mất thời gian dạy dỗ các nghi tiết cung đình. Một đại thần khác đồng ý kiến tâu. Trước kia, Lâu Quân Sư đã nói rõ hai điều lợi khi hòa thân với Hung Nô. Trước nhất, tạm thời biên giới được bình yên, triều đình có đủ thời gian chấn chỉnh quân tướng sẵn sàng đối phó. Thứ hai, nếu nữ nhân Hán tộc sinh được hoàng nam, thì lợi ích càng bền vững, Hung Nô không còn nuôi tham vọng điên cuồng nữa. Hán Nguyên Đế nghe theo lời tâu của Hầu Ưng, nhưng không muốn ép buộc các cung nữ, giao cho các thái giám loan báo. Tất cả các cung nữ tuổi từ đôi mươi trở xuống, không phân biệt xấu đẹp. Nếu bằng lòng hy sinh cho triều đình xuất giá về Hung Nô, thì sẽ được phong làm công chúa, gia đình cũng được ban thưởng trọng hậu. Các cung nữ phần lớn xuất thân từ gia đình nghèo hèn, nghe có ban thưởng trọng hậu rất mừng rỡ. Nhưng khi nghĩ đến cảnh phải phục vụ Hung Nô, bỏ xác ở nơi man di mọi dợ, không có ngày về cố quốc, thì đều lo sợ, xôn xao bàn tán với nhau, hơn 10 ngày mà không có ai bằng lòng đứng ra tình nguyện. Bọn thái giám hết sức lo lắng, bởi vì Nguyên Đế chỉ cho hạn một tháng, liền gọi tất cả cung nữ ở lục cung tìm lời thuyết phục bằng được. Sau khi nói ngon nói ngọt, vẫn chẳng có một cung nữ nào tình nguyện vì nước. Các thái giám đang thất vọng, thì chợt có một cung nữ còn rất trẻ bước ra, cúi đầu thưa. Tôi là họ Vương tên Tường, xin vì triều đình mà hy sinh tấm thân này, được phong làm công chúa là tôi mãn nguyện lắm rồi, không cần cho gia đình biết việc này, chỉ thêm đau xót mà thôi. Bọn thái giám nhìn lên,
hết sức sững sờ vì nhan sắc tuyệt trần của cung nữ ấy. Trong lòng tên nào cũng băn khoăn, tự đặt câu hỏi. Cung nữ họ Vương này sắc nước hương trời như vậy mà sao lâu nay chúng ta không nhận biết? Không hiểu tại sao chẳng có ai tiến dẫn với Hoàng thượng. Tuy nhiên, trước mắt có người tình nguyện là tròn nhiệm vụ vua giao, bọn thái giám chẳng cần suy nghĩ. Thương hoa tiếc ngọc làm gì cho mất thời gian, lấy sổ sách ra tra xét. Quả nhiên trong sổ có ghi tên Vương Tường, người ở đất Nam Đô, được tiến vào cung từ năm 15 tuổi, tức là hơn 4 năm nay. Vương Tường xuất thân từ gia đình trung lưu, có chút học hành nên lấy tên tự là Chiêu Quân. Bọn hoạn quan cả mừng, hỏi vài lời, thấy cử chỉ của nàng phong nhã, lời ăn tiếng nói dịu dàng thanh cao, mắt ngọc mày ngài không có tì vết thì vô cùng kinh ngạc. Chẳng hiểu sao một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy lại tình nguyện bỏ quê hương xứ sở vào nơi hoang mạc khô cằn sỏi đá. Tuy nhiên, bọn hoạn quan quá mừng rỡ vì đã làm tròn nhiệm vụ nên không để ý đến bức vẽ dung mạo đi kèm danh tánh mà bất cứ nữ nhân nào cũng phải có khi nhập cung, lập tức ghi lại tên tuổi rồi dâng lên Nguyên Đế ngay ngày hôm ấy. Hán Nguyên Đế nhìn thoáng qua bức vẽ, thấy nhan sắc Vương Tường không có gì đặc biệt, thậm chí còn khá xấu, nên mau chóng phê thuận, truyền nội thị viết chiếu, lấy tên tự của nàng phong là Chiêu Quân Công Chúa. Khi sự việc sắp đặt xong, Nguyên Đế mời Thiền Vu Hô Hàn ra đến kinh đô triều kiến, đồng thời làm lễ nghênh hôn cho long trọng. Hô Hàn gia nhận lời cùng một số đại thần mang châu ngọc, vật phẩm rầm rộ đến Trường An ngay trong tháng đó. Thái độ vẫn cung kính như ngày trước, không tỏ lộ ý đồ gì xấu xa. Hán Nguyên Đế hết sức hài lòng, sai quan thái sử chọn ngày lành tháng tốt rồi xuống chiếu cho Hô Hàn gia vào cung triều kiến, đồng thời xem mặt tân nương trước khi làm lễ nghênh hôn chính thức. Hôm ấy trong triều trang hoàng rực rỡ, nghi vệ oai nghiêm, bá quan hầu như có mặt đầy đủ, đứng thành hai hàng rất uy vệ. Thiền Vu Hung Nô mặc áo gấm màu đỏ rực rỡ, trên cổ đeo một chuỗi ngọc phỉ thúy giá trị liên thành cùng các đại thần tiến vào cung làm lễ triều kiến. Khi nghi lễ xong xuôi, Nguyên Đế truyền nhã nhạc nổi lên rồi một viên thái giám lớn tuổi bước ra hô to: mời Chiêu Quân Công Chúa ra diện kiến phu quân. Vương Tường từ bên trong bước ra, được các cung nữ dìu đỡ. Tiếng ngọc tiếng kim thánh thót êm tai, đi tới đâu hương thơm tỏa ngát đến đó. Quả đúng là một vị công chúa cành vàng lá ngọc. Khi Hán Nguyên Đế hạ lệnh cho nàng mở tấm khăn mỏng trùm mặt ra, cả sân triều chợt như có ánh sáng chói lòa. Ai nấy đều ngẩn ngơ cả người. Không sao ngờ được Chiêu Quân Công Chúa lại có nhan sắc chim sa cá lặn đến như vậy. Đều tiếc rẻ thầm trong bụng. Người kinh ngạc hơn cả có lẽ là Hán Nguyên Đế. Vị hoàng đế nhà Hán bâng khuâng tự hỏi trong lòng. Trong cung của ta có mỹ nhân tuyệt sắc như thế này, mà sao ta không hề hay biết? Nàng có phải cung nữ hay thiên tiên hạ thế giúp cho nhà Hán đây? Đúng theo nghi lễ, Nguyên Đế gọi nàng đến gần, ban huấn dụ rồi hỏi han an ủi mấy lời. Nguyên Đế hỏi đến đâu, Chiêu Quân ứng đáp trôi chảy đến đó, tiếng oanh thỏ thẻ dịu dàng càng làm cho nhà vua ngơ ngơ, ngẩn ngẩn như người mất hết hồn vía. Khi nhận ra Chiêu Quân không những nhan sắc khuynh thành mà tài nghệ cầm kỳ thi họa đều thành thục, Nguyên Đế càng thêm kinh nghi, nghĩ thầm. Tam cung lục viện có đến hàng ngàn phi tần cung nữ, nhưng ta chưa bao giờ biết một người sắc tài toàn vẹn như thế này. Dung mạo trong bức vẽ hoàn toàn không giống với người thật. Chắc chắn trong việc này có điều uẩn khúc, nhất định ta phải điều tra rõ mới được. Tiếc rằng khi ấy Thiền Vu Hô Hàn gia đã thấy rõ mặt giai nhân rồi, có muốn giữ lại cũng không được, nên Nguyên Đế đành phải ngồi cho Chiêu Quân làm lễ bái biệt. Giai nhân u oán tâu: nhi nữ đi lần này chắc không còn có dịp trở về cố quốc. Ơn nghĩa của bệ hạ nguyện ghi nhớ trong lòng. Để đáp lại chỉ có một khúc nhạc tự đặt ra, gọi là khúc Chiêu Quân Oán. Mong bệ hạ thường lãm, coi như lời bày tỏ tâm tình của nhi nữ trước giờ vĩnh biệt cố hương. Nguyên Đế cũng bùi ngùi trong dạ, truyền đem đàn tỳ bà đến cho Chiêu Quân. Nàng uyển chuyển bước đến trên chiếc bàn, 10 ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng so dây bấm phím, trỗi lên một khúc nhạc ai oán lòng người. Từng tiếng đàn như xé nát trái tim vị vua trẻ, giống như lời trách móc của người yêu oán thán bậc quân vương đã u mê, không biết đến mình. Không chỉ riêng Nguyên Đế, mỗi lần dây tơ rung lên là một lần làm cho trái tim tất cả triều xúc động. Sau khi Chiêu Quân đàn xong, Nguyên Đế phán hỏi: khúc đàn này do ai đặt ra? Tên là gì mà sao ai oán thê lương như vậy?
Chiêu Quân nghe vậy, chợt long lanh hai giọt nước mắt, cúi đầu thưa. Đó là khúc Chiêu Quân Oán, do chính Tiện Thiếp soạn ra, lấy tên mình đặt cho khúc nhạc. Từ trước đến nay, mỗi lần thấy tâm tình buồn bã, thì đều tấu lên cho khuây khỏa. Nguyên Đế nghe xong càng thêm day dứt, bởi lỗi của mình quá tin vào những bức vẽ do bọn họa sư thể hiện. Khi khúc đàn chấm dứt, trong triều vẫn im lặng như tờ, bởi vì ai nấy còn chưa dứt bàng hoàng vì những lời tâm sự đau khổ của người sáng tác được phổ ra trong tiếng đàn. Từ đó khúc nhạc Chiêu Quân Oán được phổ biến khắp nơi. Hán Nguyên Đế càng nhìn Chiêu Quân càng ngẩn ngơ, say vì sắc, mến vì tài. Nhà vua đã thoáng qua ý nghĩ, hay là ta tìm cách hoãn việc nghênh hôn rồi sau đó lấy người khác thay thế. Mới một lần gặp mặt, chắc Thiền Vu Hung Nô cũng chưa thể nhìn rõ chính xác dung mạo. Hắn cưới được vợ Hán tộc là mừng lắm rồi, còn dám đòi hỏi gì nữa. Tuy nhiên, Nguyên Đế vốn là vị hoàng đế có học vấn khá uyên thâm, ngày thường rất coi trọng tín nghĩa. Vì vậy lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, trong lòng thầm biết dù tiếc rẻ đến mấy đi nữa, mình cũng không thể làm khác đi được. Trong khi Hán Nguyên Đế còn đắm mình với bao nhiêu tư tưởng hỗn loạn, Hô Hàn Gia đã tiến lên mấy bước, hân hoan bái tạ, tỏ lòng biết ơn và hứa hẹn việc giao hảo tốt đẹp. Nguyên Đế đành thở dài, hạ lệnh cho bá quan giúp Hô Hàn Gia tiến hành việc nghênh hôn ngay trong đêm hôm ấy ở Dương Phủ dành riêng cho các bậc thượng khách. Chiêu Quân lui ra, đôi giọt lệ tự nhiên chảy dài trên đôi má hồng, bước đi thỉnh thoảng còn nhìn ngoái lại. Ánh mắt ai oán nhìn Nguyên Đế khiến nhà vua quặn đau từng khúc ruột. Khi phái đoàn Hung Nô đi rồi, Nguyên Đế mới chợt nhớ một điều. Khi xem bản danh sách cùng bức vẽ dung mạo người cung nữ tình nguyện hy sinh cho quốc gia so với thực tế ngày hôm nay, thì cách biệt hoàn toàn, giống như hai người chứ không phải một. Hán Nguyên Đế vội truyền chỉ gọi Nhi Hòa là tên trưởng thái giám phụ trách việc tuyển chọn vào, hậm hực quát hỏi. Bản vẽ mỹ nữ trước kia ngươi dâng cho trẫm đâu rồi? Ngươi mau mang cho trẫm xem lại. Nhi Hòa không biết nguyên nhân, cúi đầu vâng dạ rồi chạy vào cung lục tìm. Chỉ một lúc đã mang bản danh sách cùng bức họa của cung nữ Vương Tường ra dâng lên. Thật ra Hán Nguyên Đế vẫn còn nhớ rất rõ, tuy vẫn đòi bức họa, nhưng chỉ liếc một cái là biết ngay sự nghi ngờ là đúng sự thực. Nhà vua tức giận, vứt bức vẽ xuống trước mặt Nhi Hòa, đập bàn mắng lớn. Ngươi thật đáng tội khi quân, tại sao bức họa này không giống mỹ nhân chút nào? Dù có biện minh thế nào đi nữa, cũng không dối trá ta được. Hình vẽ trong tranh vừa xấu vừa thô thiển, khác hẳn với dung mạo thật sự là tại sao? Các ngươi cố ý lừa quân vương phải không? Nhi Hòa vỡ lẽ ra, run bắn như cầy sấy, sụp xuống lại như tế sao rồi ấp úng nói. Hạ thần thật đáng tội chết muôn lần. Thật ra hạ thần cũng không kịp so sánh giữa người và bức họa. Khi nghe cung nữ Vương Tường tình nguyện hy sinh, hạ thần mừng quá nên lấy ngay bức vẽ dung mạo khi mới nhập cung dâng lên mà không kịp gọi họa sư vẽ lại bản khác đúng với sự thật hơn. Tội sơ sót này quả đáng chết, nhưng chính họa sư bất tài nào đã thể hiện không đúng sự thật mới đáng chết ngàn lần. Xin bệ hạ minh xét. Hán Nguyên Đế nghe vậy sầm mặt hỏi, họa sư vẽ dung mạo cho nàng khi vào cung là ai vậy? Nhi Hòa suy nghĩ hồi lâu, tính toán thời gian rồi mới đáp. Cách đây 4 năm, họa sư đứng đầu trong cung là Mao Diên Thọ, hiện giờ vẫn còn được trọng dụng trong cung. Theo thần biết thì Mao họa sư là bậc cao nhân về việc lột tả nữ nhân bằng các bức vẽ, từ trước đến nay chưa sai sót bao giờ. Có lẽ trong việc này có điều gì uẩn khúc hoặc nhầm lẫn khi ghi tên họ vào các bức họa mà thôi. Hán Nguyên Đế hết sức chua xót trong lòng, bởi bất cứ nguyên nhân nào đi nữa cũng không thể cứu vãn được mọi việc đã xong rồi. Mỹ nhân sắc nước hương trời nhất định đã về tay quân Man Di mọi dợ rồi. Tuy không phải là người hiếu sắc, nhưng Nguyên Đế vô cùng tức giận vì người Ngọc đã bao năm nay ở trong cung mà mình không hề biết. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, thì người ta tất sẽ cười chê mình là người mê muội để cho bọn cận thần lừa dối, tuyển chọn được giai nhân mà để cho người Hung Nô hưởng thụ. Nhà vua trầm ngâm một lúc rồi hạ lệnh, trẫm cũng cung bắt tội nhà ngươi, tuy nhiên chắc chắn không phải là lầm lẫn mà phải có nguyên nhân nào khác. Trẫm giao mọi việc cho đình úy điều tra rõ chân tướng, không được che đậy, hạn trong 1 tháng phải xong. Nhi Hòa cả mừng, bái tạ xong lập tức cáo lui, đến phủ đình úy truyền khẩu dụ của hoàng thượng. Triều Hán được tiếng là minh trị, nhưng dù sao vẫn còn rơi rớt một số quan điểm pháp trị của thời nhà Tần sót lại.
hành xử tội phạm khá nghiêm khắc, nhất là những tội lớn do Đình Úy đảm trách. Quan Đình Úy nghe lệnh xong, ngay ngày hôm ấy tập hợp toàn bộ các họa sư và thái giám có liên quan đến phủ tra xét, trong đó chú ý nhất là Mao Diên Thọ. Tuy việc giai nhân tuyệt sắc bị đem cống hồ chỉ có triều thần biết, nhưng sau đó liên quan đến phủ Đình Úy nên gây xôn xao dư luận khắp kinh thành. Ai ai cũng háo hức chờ xem nguyên nhân tại sao. Bọn họa sư và thái giám biết vậy nên không dám khai dối một lời. Tất cả đều quy về manh mối là do Mao Diên Thọ tham tiền không được, do vậy cố ý vẽ vương tường thật xấu cho thỏa lòng nhỏ nhen của hắn. Vì vậy, chưa tới một tháng, vụ án đã được Đình Quý điều tra minh bạch, một mặt tống giam Mao Diên Thọ và mấy họa sư có liên quan đến việc hạch sách cung nữ, một mặt viết sớ tâu lên nguyên đế. Thì ra, theo phép tuyển chọn phi tần, cung nữ đời Hán, bất cứ mỹ nhân nào cũng qua mấy lần tuyển chọn. Từ dưới phủ thị đưa lên, rồi được quan thẩm định tuyển chọn. Nếu đủ điều kiện thì mới đưa vào hoàng cung. Bởi số mỹ nữ quá nhiều, nhà vua không sao tự mình duyệt xét được hết, nên có lệ giao cho các họa sư vẽ lại chân dung cùng tên tuổi thân thế các mỹ nữ, sau đó dâng lên cho nhà vua. Các mỹ nữ đều biết rằng, nếu được hoàng thượng để mắt tới, chỉ một vài lần ban ân mưa móc thì cơ hội tiến thân rất lớn. Vì vậy hầu như người nào cũng tìm cách đút lót các họa sư, mua chuộc bọn này thêm thắt cho thật đẹp. May ra sẽ được hoàng thượng chú ý. Riêng Vương Tường vốn là con nhà gia giáo, tính tình ngay thẳng, nên dù có chút ít tiền bạc đem theo vẫn không ưng nạn tệ bạc này. Nàng nói với mọi người, nên biết, ở đời việc nhân duyên là do trời định đoạt. Dù có muốn hay từ chối đều không xong. Huống chi chúng ta được tuyển vào trong cung là để hầu hạ hoàng thượng là số mệnh an bài. Nếu dùng tiền bạc mua chuộc họa sư có khác gì dối gạt đấng chí tôn, dối gạt cả trời đất. Họa sư phụ trách vẽ dung mạo các mỹ nhân lần tuyển chọn ấy là Mao Diên Thọ, đã nhiều phen ăn tiền đút lót, dùng nét bút tô điểm thêm cho người nào chịu bỏ tiền bạc ra. Trái lại, ai không đút lót, thì hắn chỉ vẽ lấy lệ mà thôi. Trải qua mấy năm, Mao Diên Thọ đã giàu có nổi tiếng, nhưng tự biết tuổi tác đã già, nét bút không còn cứng cỏi như ngày trước nữa. Lần này quyết đòi số tiền thật cao mới bằng lòng giúp tô vẽ cho dung mạo thêm tươi đẹp. Hắn lại nghe Phong Phanh Vương Tường tỏ ý chê trách các họa sư thì rất tức giận, mở lời hăm dọa Vương Tường. Ngươi cứ tưởng được vào cung là thành quý nhân hay sao? Nếu ngang ngạnh không biết khuôn phép thì cuộc đời chẳng ra gì đâu. Vương Tường cúi mặt, cương quyết đáp. Nước có vương pháp, nhà có gia quy. Việc tuyển chọn là do hoàng thượng ban bố xuống, nhưng duyên số là do trời định. Các ông ăn lộc vua mà không biết tận trung, nhân cơ hội hạch sách là tội khi quân, còn tội đút lót là tội lừa dối quân vương. Sao có thể làm vậy được? Luật lệ nào cho các ông vòi vĩnh, những kẻ phải lìa xa quê hương, cha mẹ phục vụ cho hoàng thượng? Mao Diên Thọ thừa biết việc mờ ám này mà thấu đến tai vua thì tội rất nặng, nên trong lòng hơi kinh hãi, dịu giọng nói. Đó là ngươi chưa biết đó thôi. Để ta giải thích cho ngươi nghe tường tận rồi muốn quyết định sao tùy ý. Sau này đừng trách ta không báo trước. Ngươi nên nhớ kỹ, khuôn phép ở hậu cung Hán Triều chúng ta gồm tới 14 đẳng cấp dưới quyền cai quản của chính cung hoàng hậu. Từ danh phận, chiêu nghi, tiệp dư, kinh nga cho đến bậc thấp nhất là ngu linh đều có tước hiệu. Số còn lại xung làm đãi chiếu dịch đình, tức là cấp bậc thấp nhất, lương bổng chẳng có bao nhiêu mà suốt đời làm thị tỳ cho người khác, không bao giờ ngẩng mặt lên được. Mao Diên Thọ ngừng lại một chút để dò ý tứ chiêu quân. Thấy vẻ mặt nàng không hề biến đổi, Mao Diên Thọ hậm hực nói luôn. Ta tiếc cho ngươi có chút nhan sắc mà không biết thuận theo thời thế. Nếu suốt đời quanh quẩn sau cung, làm những việc lặt vặt hôi hám, thì thật uổng phí cho nhan sắc vô cùng. Đây là lần cuối, ta muốn ngươi suy nghĩ lại cho chín chắn. Sau này có hối hận thì cũng đã muộn mất rồi. Ngay từ lúc được huyện quan tuyển chọn, Vương Tường đã được học tập về nghi thức của cung đình nên đã hiểu điều này, nhưng thà làm cung nữ chứ không đánh mất đạo lý của người con gái. Với nhân cách thanh cao và nhan sắc hơn người, Vương Tường cho rằng dù bọn gian thần có lừa dối thì trước sau gì cũng được quân vương chú ý đến. Nếu dùng tiền bạc mua chuộc bọn chúng, dùng nét vẽ tăng thêm vẻ đẹp dối trá, hòng được quân vương yêu quý thì rất đáng hổ thẹn. Thấy Vương Tường vẫn nhất quyết không đút lót, Mao Diên Thọ cười nham hiểm, cố thuyết phục. Đó là chưa kể về bổng lộc.
các bậc có tước hiệu thường có bổng lộc cao gấp mấy trăm lần cung nữ. Và chăng đã là cung nữ thì sẽ không bao giờ được hoàng thượng chú ý tới nữa. Bởi mỗi năm càng có thêm nhiều mỹ nhân nhập cung, ngươi sẽ suốt đời cô độc lạnh lẽo trong chốn thâm cung. Thậm chí cho đến khi hoàng thượng trăm tuổi, cuộc đời ngươi cũng không sáng sủa hơn chút nào. Sẽ làm người canh giữ lăng mộ, mỗi ngày bốn lần tế lễ phục dịch cho đến khi chết. Ngươi chỉ bỏ ra chút tiền bạc, được hoàng thượng chú ý ban ân mưa móc. Dù không tiến thân cao trọng nhưng ít nhất cũng có bổng lộc dư giả, thừa đủ bù đắp cho số tiền bạc ngày hôm nay. Ngươi thử nghĩ xem, đường nào lợi hơn? Mặc cho Mao Diên Thọ hết thuyết phục tới hăm dọa đủ điều, Vương Tường nhất định không đút lót cho bọn chúng lấy một đồng. Vì vậy Mao Diên Thọ rất giận dữ, nghiến răng nói với Vương Tường: "Ta đã nói hết lời, ngươi hãy chờ xem hậu quả ra sao." Sau đó, Mao Diên Thọ cố ý vẽ Vương Tường xấu hẳn đi, nên khi Nguyên Đế duyệt xét, chỉ thờ ơ vứt bản vẽ sang một bên, cho làm đãi chiếu dịch đình. Khi tra xét xong, Đình Quý còn chứng minh bằng những mỹ nhân cùng lứa tuyển chọn với Vương Tường, tuy nhan sắc kém hơn, vẫn có người được thăng lên tới tiệp dư, ít nhất cũng phải lên tới kinh Nga là chức thấp nhất trong 14 cấp. Vương Tường sống trong uất ức hơn 4 năm trời, không thể giải tỏa được nỗi lòng, nên khi có chiếu của Nguyên Đế thì liền tình nguyện sang đất Hung Nô, cho rằng được nhìn thấy ánh mặt trời nơi khô cằn hủ lậu vẫn còn hơn đánh mất tuổi thanh xuân, trốn thâm cung, nhiều thủ đoạn đê hèn. Hán Nguyên Đế biết được sự thật, liền nổi trận lôi đình, sai Đình Úy cứ theo tội lừa dối khi quân mà kết án, không tha cho bất cứ họa sư nào có liên quan đến việc đút lót trong cung. Đình Quý nhận lệnh, tra xét ra gần 10 họa sư có ăn tiền đút lót của các mỹ nữ mới nhập cung, trong đó có Mao Diên Thọ tội nặng nhất. Nguyên Đế hết sức giận dữ, truyền lệnh xử trảm hết tất cả, gia sản đều bị tịch biên sung vào quốc khố. Vụ án này không những làm rúng động triều đình mà còn lọt ra ngoài. Nhân dân ai cũng căm tức bọn họa sư thiếu lương tâm, khiến cho một giai nhân bậc nhất phải làm thân nô lệ cho người Hung Nô. Chỉ nội số gia sản tịch biên được của bọn họa sư lên tới hàng ngàn lượng vàng thì đủ biết, sự lộng hành của chúng đã khiến không biết bao giai nhân vì tính tình cương trực mà đành chịu cảnh tối tăm oan khuất nơi chốn hậu cung. Hồ Hàn Gia tuy không háo sắc bằng những vị thiên vu khác của Hung Nô như Mạo Đốn, Bì Chi, nhưng dù sao vẫn là nam nhân cường tráng. Vừa nhìn thấy Vương Tường đã chết mê chết mệt, sau khi tiến hành lễ nghênh hôn, liền thu xếp cùng tùy tùng trở về nước ngay. Khi ấy Hồ Hàn Gia đã có vương hậu, đành phải phong cho Vương Tường làm Ninh Hồ Vương Phi. Tuy danh phận chưa phải cao nhất, nhưng cả triều đình Hung Nô đều biết Vương Tường sẽ là người được Hồ Hàn Gia sủng ái nhất. Triều thần Hung Nô cũng biết Vương Tường sẽ là người có tác động lớn nhất đến các quyết định của Thiền Vu, nên đều tìm những trân châu ngọc ngoạn quý giá mua lòng. Và chăng chỉ hiểu nghĩa tên hiệu Ninh Hồ, cũng đủ biết Hồ Hàn Gia sủng ái và kính trọng Vương Tường đến đâu. Ninh là được an khang, Hồ là tên gọi khác của bộ tộc Hung Nô. Theo tên ấy thì Hồ Hàn Gia cho Vương Tường là quý nhân sẽ giúp cho đất nước Hung Nô được an bình thịnh vượng. Thật ra để thuyết phục các đại thần chấp nhận Vương Tường mà không gây chiến tranh là cả một quá trình khó khăn cho Hồ Hàn Gia. Ngay khi đưa nàng về tới kinh đô, chỉ vài ngày sau đã có mấy vị đại thần xin vào cung chất vấn. Việc đòi lấy công chúa Hán tộc là cái cớ để chúng ta tiến hành bước mở rộng đất nước trước khi đại vương đi đã đồng ý như vậy. Vậy mà đại vương vì sắc đẹp mỹ nhân quên hết mọi điều. Đại vương đã không tính đến việc xuất binh, mà còn thề ước với Hán đế sẽ hết lòng bảo vệ biên giới của hắn từ Thượng Cốc cho đến Đôn Hoàng. Như vậy chẳng phải làm tay sai cho Hán đế hay sao? Nếu các bộ tộc khác xâm phạm biên giới thì đại vương có trừng trị họ không? Hồ Hàn Gia đáp: "Tuy chính ta đồng ý việc đòi cưới công chúa Hán tộc để làm cái cớ gây hấn, nhưng khi đến Trường An, quả nhiên Hán đế rất thành ý hòa thân. Hán đế ban cho ta một công chúa vừa tuyệt sắc, vừa đức hạnh, có thể không một mỹ nhân nào bên cạnh Hán đế so sánh được. Như vậy ta còn dã tâm nào phản bội nữa? Nay ta đã phong cho nàng chức Ninh Hồ Vương Phi, nếu tiến hành chiến tranh thì hai chữ Ninh Hồ còn ý nghĩa gì nữa? Và chăng khi trước ta đã thề ước không xâm phạm Trung Nguyên thì giữ lời hứa là việc ta phải làm mà thôi." Các đại thần Hung Nô không bằng lòng, cố tâu xin.
Sở dĩ hắn đế ưng chịu gả công chúa cho Hung Nô chúng ta là vì sợ hãi, không phải vì thật ý muốn giao hảo lâu dài. Nữ nhân Hán tộc vốn không không chất phác thục hậu như nữ nhân tộc Hồ chúng ta. Từ trước tới nay không biết bao nhiêu tấm gương nữ nhân Hán tộc làm nghiêng đổ giang sơn, làm mầm họa mất nước, làm cho chí khí anh hùng tiêu tan. Xin đại vương nhìn những tấm gương đó mà đừng quên đại sự của người anh hùng. Hồ Hàn Gia biết rằng căng thẳng ngay lúc này không có lợi, nên giả vờ gật đầu nói: đại sự phải có thời gian, nếu hấp tấp tất hỏng việc. Tuy nhà Hán đã suy yếu phần nào, nhưng thực lực vẫn tiềm tàng. Nếu phát động cuộc chiến ngay bây giờ, chưa thể nắm chắc phần thắng. Hãy chờ vài năm nữa rồi tính sau. Bất đắc dĩ các đại thần phải nghe theo. Nhờ vậy, Vương Triều Quân mới có thời gian làm quen với phong tục và nếp sống của người Hung Nô, bớt đi phần nào sầu khổ. Triều Quân cũng khôn khéo khuyên nhủ Hồ Hàn Gia học tập văn hóa và ngôn ngữ Hán tộc. Chẳng bao lâu tính tình của hắn cũng bớt nóng nảy, phong thái không còn hủ lậu như trước. Triều Quân dùng đức hạnh của mình đối đãi với tất cả mọi người. Vì vậy mấy năm sau, nàng đã được mọi người từ dân tới quân quan kính mến, địa vị càng ngày càng vững chắc. Tình cảm giữa Triều Quân và Hồ Hàn Gia mỗi ngày một gắn bó, càng làm nguôi ngoai nỗi buồn biệt xứ khi nàng hạ sinh được một hoàng nam kháo khỉnh. Vì vương hậu người Hung Nô cũng có con trai trưởng, nên Hồ Hàn Gia không thể lập con của Triều Quân làm thái tử, chỉ có thể phong làm Hữu Nhật Trục Vương, là một tước vị cao quý bậc nhất sau thái tử. Từ đó trở đi, các đại thần cũng không dám mở lời thúc giục thiền vu của mình tính đến chuyện xâm phạm bờ cõi Trung Nguyên nữa. Hai đất nước được an bình, nhân dân biên giới ngày càng sung túc, Triều Quân lại vững vàng với ngôi vị vương phi thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Tiếc thay, hồng nhan bao giờ cũng gian truân. Thời gian hạnh phúc chẳng được bao lâu thì trời già éo le, đẩy mỹ nhân vào một tình thế hết sức khó khăn. Đó là khi Hồ Hàn Gia đột ngột qua đời năm 31 TCN, lên nối ngôi là vị thái tử con của vương hậu, xưng hiệu là Thiền Vu Hạ Chu Lụy Nhược Đát. Đây là thời điểm các đại thần chủ trương dùng sức mạnh xâm chiếm Trung Nguyên bắt đầu ra tay. Các đại thần này bí mật vào trong cung tâu với Nhược Đát, theo phong tục của chúng ta, còn có thể cưới vợ lẽ của cha. Hiện nay đại vương chưa lập hoàng hậu, trong khi ấy Ninh Hồ Vương Phi lại rất quen thuộc với việc cai quản cung cấm, lòng dân đều mến mộ, thì nên nạp làm vương hậu là tốt nhất. Nhược Đát tuy phận là con nhưng còn lớn tuổi hơn Triều Quân. Ngay từ khi nàng mới được Hồ Hàn Gia nghênh hôn về Hung Nô, chàng trai trẻ này đã cảm thấy rung động vì nhan sắc hơn người của nàng. Sau khi có thời gian tiếp xúc, Nhược Đát lại càng mến mộ vì những đức tính vẹn toàn, ôn nhu khác hẳn với nữ nhân Hung Nô thô trực, vụng về. Thời gian đầu tiên, thấy Triều Quân buồn bã vì xa lạ với phong tục xứ người, Nhược Đát rất thường hay đến vấn an, thăm hỏi. Vì vậy, cảm tình giữa hai người ngày càng thêm khăng khít. Tuy thân mật với Nhược Đát, nhưng thật sự Triều Quân không hề có chút tình ý trai gái nào. Chỉ xem đó như một người bạn để thổ lộ nỗi buồn biệt xứ. Cái chết của Hồ Hàn Gia làm cho Triều Quân vừa đau buồn vừa lóe lên một chút hy vọng. Biết đâu nhờ đó mà nàng được trở về cố quốc. Nàng không hề ngờ tới những sóng gió tiếp theo khiến kiếp hồng nhan càng thêm bạc mệnh. Nghe lời tâu của các đại thần, trong lòng Nhược Đát cảm thấy ấm áp, bởi vì còn gì bằng khi có được một người vợ tài sắc vẹn toàn như Triều Quân. Nhưng vẫn phân vân nói: các ngươi bàn rất đúng, tiếc rằng phong tục người Hán lại cho việc này là loạn luân. Ta chỉ e rằng Triều Quân không bằng lòng mà thôi, ép buộc thì tất nàng phải chịu. Nhưng như vậy thì còn gì tình nghĩa mặn nồng chồng vợ. Các đại thần đã tính trước Nhược Đát sẽ trả lời như vậy, đồng thinh tâu: nếu đại vương không lấy Ninh Hồ Vương Phi làm vợ, thì theo tục người Hồ chúng ta, quả phụ phải chết theo chồng, quả là đáng tiếc cho Vương Phi. Nhược Đát nghe vậy giật mình vì bộ tộc Hồ có tục lệ là khi nhà vua chết, các vị phi tần nào muốn trung trinh với vua thì có thể xin được chết theo. Nếu như Triều Quân yêu cầu thì Nhược Đát không thể từ chối. Vị thiên vu Hung Nô suy nghĩ một lát, rồi bằng lòng nghe theo các vị đại thần. Ngày hôm sau, sai thái giám nội cung đến ngỏ lời với Triều Quân. Đối với người Hung Nô, đây là chuyện thường tình, và Triều Quân cũng đã nghe nói sơ qua về hủ tục này. Nhưng khi nghe lời cầu hôn, vẫn không sao khỏi kinh hoàng, bởi vì theo phong tục Hán tộc, thì việc con lấy vợ cha là loạn luân. Không ai có thể chấp nhận được. Nỗi đau thương xa quê hương vừa phôi pha,
nỗi buồn buồn phiền mất chồng chưa nguôi hẳn. Nay lại đến tình cảnh trái ngang khiến cho mỹ nhân tan nát cả tâm hồn, hầu như chẳng còn muốn sống nữa, bỏ cả cơm nước gần tháng trời, ước mong được trở về cố quốc càng cháy bỏng trong lòng. Sau khi mãn tang, Chiêu Quân tâu với Nhược Đát: "Thần thiếp đã qua thời xuân sắc, phận má hồng tiểu tụy đã biết bao năm nay thì sao còn xứng đáng với lòng mến mộ của đại vương nữa. Trong khi ấy, trong hậu cung có biết bao phi tần cung nữ trẻ tuổi tài sắc, há chẳng đáng cho đại vương chọn lựa hay sao? Thần thiếp xin đại vương ban ân cho được trở về cố quốc an dưỡng, được như vậy thì suốt đời không dám quên ơn." Chẳng ngờ Nhược Đát đã có tình sâu nghĩa nặng với Chiêu Quân từ lâu. Nhiều lần nghe nàng năn nỉ, nhưng Nhược Đát vẫn giữ nguyên ý định của mình. Các triều thần chủ trương chiến tranh sợ rằng để lâu ngày Nhược Đát sẽ mềm lòng, cho Chiêu Quân về nước thì chẳng còn lý do nào gây hấn với Hán triều nữa. Họ thi nhau vào cung thúc giục, Nhược Đát không làm sao được, đành phải ấn định ngày thành hôn. Chiêu Quân như chết cả cõi lòng, đã có lần toan tính việc tự vẫn, nhưng suy nghĩ, ta sang đất Hồ chẳng phải vì tình riêng mà là hy sinh cho tổ quốc. Nếu nay tự tìm cái chết, biết đâu triều thần Hung Nô dựa vào lý do đó để trách cứ Hán triều, tiến hành xâm phạm biên giới thì bao công lao của ta từ trước đến nay mang đổ sông đổ biển hết sao. Nàng nén đau thương, tâu với Nhược Đát: "Theo tập quán của người Hán thì khi chồng chết, con gái có thể trở về với cha mẹ. Vì vậy xin đại vương cho thần thiếp viết thư hỏi ý kiến phụ mẫu. Tùy theo người định đoạt xem sao thì sẽ nghe theo, không dám trái lời." Vốn kính trọng Chiêu Quân, Nhược Đát tuy không bằng lòng việc này nhưng cuối cùng cũng vẫn chấp thuận. Chiêu Quân cả mừng, trong lòng hết sức mong mỏi triều thần nhà Hán sẽ có phương cách vẹn toàn giúp mình về nước. Nàng lập tức viết thư, sai người cấp tốc mang về cho Nguyên Đế, tâu rõ mọi việc. Tiếc rằng, phận hồng nhan không sao tránh khỏi kiếp gian truân. Một lần nữa, Chiêu Quân lại lãnh nhận sự thật đau khổ sau những chấn động mạnh mẽ, khi quyết định tình nguyện sang đất Hồ và nỗi cô đơn lo lắng khi Hồ Hàn Gia qua đời. Thật ra Nguyên Đế cũng muốn cứu giúp Chiêu Quân, nhưng khi cùng triều thần bàn nghị, tất cả đều cho rằng việc Chiêu Quân ở lại quốc gia Hung Nô có lợi nhiều hơn là nghĩ đến nhi nữ thường tình. Bao nhiêu lợi ích do cuộc hôn nhân Hồ Hán sẽ mất hết nếu cứu cho Chiêu Quân về nước. Biết đâu Nhược Đát quá tiếc rẻ Chiêu Quân mà phát động chiến tranh, thì lợi cho một người mà hại đến đại sự quốc gia. Các đại thần nhà Hán cũng vịn vào phong tục Hung Nô, cho rằng con gái đến nhà chồng tất phải nhập gia tùy tục, không thể vì tình riêng mà làm trái đi được. Cuối cùng Nguyên Đế phải nghe theo, buồn bã sai các quan viết thư phúc đáp, khuyên Chiêu Quân hãy vì sự giao hảo của hai nước mà chấp nhận sự việc. Nhận được chiếu thư, Chiêu Quân như chết cả cõi lòng, đành nghiến răng chấp nhận cuộc hôn nhân ngoài ý muốn. Nhược Đát rất mừng, cho tiến hành lễ cưới hết sức long trọng, theo nghi thức hoàng gia, đồng thời cũng hết lòng an ủi, khuyên nhủ, nên lâu dần, Chiêu Quân cũng nguôi ngoai phần nào. Sau mấy năm mặn nồng, Chiêu Quân hạ sinh được hai công chúa, càng làm cho Nhược Đát thêm yêu thương. Nhận thấy sự việc đã không thể sửa đổi được, Chiêu Quân nhân cơ hội ấy khuyên nhủ Thiền Vu Nhược Đát theo chính sách hòa thân của cha. Kết quả biên giới Hán Hồ được bình yên 60 năm. Đây là một sự kiện có một trong hai của Trung Quốc và cũng là giai thoại khiến các nho sĩ nhà Hán xúc động, thể hiện bằng nhiều bài thơ cảm thán cho kiếp hồng nhan. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hữu ích, hãy nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hãy chia sẻ ý kiến và trải nghiệm của bạn về video trong phần bình luận. Hãy để lại bình luận là 1 nếu bạn thích video này, 2 nếu bạn không thích video này. Chúng tôi sẽ ghi nhận để ra mắt những video tiếp theo tốt hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời.